Thưa quý vị đại biểu cùng toàn thể khán giả, chương trình tham dự lễ khai mạc giải bóng đá vô địch thành phố Hồ Chí Minh năm 2017. Trước tiên cho phép tôi thay mặt liên đoàn nhiệt liệt chào mừng quý vị đại biểu, đặc biệt là quý vị khán giả tham gia dự lễ dự khán khai mạc ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, giải bóng đá vô địch thành phố Hồ Chí Minh năm 2017 là giải đấu thường niên được Liên đoàn bóng đá thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, nhận được sự quan tâm sâu sắc từ phía Sở Văn hóa Thể thao năm 2017 tại các sân vận động Thống Nhất, Phú Nhuận, Nghĩa Nhân quận 12 và sân Đạt Đức quận. Rồi,